Khán giả thì chia làm hai, tụi mà mấy đứa con nít á, nhóc nhóc thì nó rất là khoái em, nhưng mà mấy người già người ta không chịu đó, cho em nói là khác gì mà nó độc tộc của mình, tôi không thích đâu. Khoái chẳng hạn như là mấy cô cải lương Lệ Thủy đồ này nọ, Minh Dương rồi vậy. Đúng rồi. Thì đó thì có nhiều lúc em hát mà còn còn bị kêu thôi xuống đi, hát gì vậy, đi xuống đi cho người sao ta hát cải lương, là bị hoài luôn. Tại vì thì nhưng mà mình cũng không trách được, tại vì mỗi người có một cái sở thích riêng, thế giờ làm sao giờ. Đó, vậy. Ở vậy có nhiều người đó, chương trình ca nhạc tạp kỹ mua vé vô coi, mấy bà già vô coi thấy hát hip hop rồi nhỉ, hình, đâu có chịu. Hình lát thở lấy hơi lên luôn, khiêng về có khiêng về luôn á. Dạ đó kiểu vậy á. Hồi xưa mình làm một cái album nhiều tiền không Đạt? Dạ em còn nhớ là em đâu có tiền làm đâu, là em phải mượn mẹ em. Ừ. Thì nếu lúc đó là khoảng 60 anh, 60 triệu là một cái album á. Thời đó là số tiền đó cũng hơi mệt rồi đó. Tại vì hồi xưa mà quay một bài á, mấy ca sĩ mà pro thì người ta quay mắt thì mình không thì mình không nói rồi. Còn mình quay bài khoảng chừng 10 triệu, mười mấy triệu là mình cũng thấy cũng hơi mệt rồi đó. Nó sẽ là một cái số tiền gì lớn với mình, mười mấy triệu tận nhiều. Tại vì hồi xưa mình đi hát tỉnh rồi, ví dụ như trả mà được lắm khoảng chừng 2 triệu một đêm thôi. Mà mình bỏ ra mười mấy 20 triệu, ví dụ mình quay một bài là mình cũng mệt rồi đó. Nhưng mà khi mà làm ra một cái sản phẩm vậy á, hồi đó đâu có mạng, đâu có internet nhiều. Hồi xưa là in đĩa không anh? In đĩa. Rồi hồi xưa là có cái trào lưu là in đĩa là đã bán ở những cái trung tâm như Vavaco, là Hồng hay gì đó ha, Kim Lợi là bán hết rồi. Nhưng mà bán hết rồi, khi mà nếu anh in tiếp á là nó sẽ không có, người ta không mua nữa, ngồi vậy. Tại sao? Tại vì đĩa chép ra rồi. Mấy hồi xưa là nó bị cái là đĩa chép cực kỳ nhanh. Ví dụ như anh Dân mà vừa ra một cái album này, qua bữa sau là đĩa chép ở dưới Bạc Liêu có rồi đó. Mình đâu có bán được. Bởi vậy tôi, cuộc đời tôi tới giờ phút này tôi cũng không có ra đĩa. Tôi chỉ ra chén, ra tô thôi, tôi cũng ra đĩa. Nhưng mà bây giờ tính lại ha. Mình đi hát là hội chợ hồi xưa là ok. Còn giờ hội chợ nó tay bu ri rồi sao? Giống như em bây giờ là cũng ít kêu, hội chợ ít kêu. Tại hồi xưa nói, hồi xưa là ok đó. Nhưng mà bây giờ anh bị lửng lửng nó cũng khó. Nên mà mình bây giờ thì lại vô lửng lửng. Thì vậy nó mới căng thấy anh Dân ha. Đúng rồi, cái lửng lửng đó, ông thằng thằng á, khó lắm. Hồi xưa rap nó không thịnh, nhưng bây giờ rap lại thịnh, thấy không? Bây giờ tôi nghĩ nó thịnh, có ý định là quay lại không? Em thì cũng có ý định, nhưng mà em cũng có suy nghĩ, cũng mấy bạn bè cũng có nói, cái thời của em á, cái rap nó kiểu khác. Bây giờ bây giờ thì rap nó nổi lên thật, nhưng mà cái cách hát với lại cái kiểu mà giống kỹ thuật của nó khác hoàn toàn hồi xưa rồi. Ví dụ em bây giờ em sẽ hát cái loại thể loại của những của em hồi xưa đi, em có thể tiếp thu được, nhưng mà nó sẽ không có good như là cái của giới trẻ bây giờ nó hát. Bài hát bây giờ nó viết lạ lắm nha, không có viết cái kiểu mà anh có thể nhận biết được A1A2B1A2, viết cái kiểu gì. Em nghe mấy cái nhạc bây giờ cái kiểu nó viết nó cứ luôn tù, không có công thức. Tức là em cũng không hiểu là cách thức, hay như có thể là em nghĩ là giới trẻ bây giờ cái cách tiếp cận của nó với nhạc nước ngoài nó nhanh hơn mình. Mình hồi xưa thì mình đã đi theo cái kiểu cũ, giống như là giống như đời cũ rồi. Bây giờ tụi nó theo một cái cách viết nhạc mới. Nên bây giờ ví dụ nếu mà em nghĩ, ví dụ em bây giờ viết ra nhạc đi, thì em cũng sẽ ra nhạc kiểu cũ, chứ em không thể nào mà viết theo cái kiểu mới được. Tại vì cái phong cách của mình không có viết theo cái kiểu mới được. Mà bây giờ mình viết theo kiểu mới thì cũng sẽ không có hay bằng tụi trẻ bây giờ nó đang viết. Mà giới trẻ bây giờ thì nó lại tiếp cận cái kiểu như bây giờ nhiều hơn. Bây giờ cái tiếng Việt của mình đó, nó thay đổi rồi. Nó có sự phát triển. Và đôi lúc tôi thấy nó cũng có cái sự thụt lùi. Ví dụ như câu này, một chiếc xe. Bây giờ có nhiều người lên mạng nói cái con xe này. Cái con xe là sao? Rồi còn con gì nữa? Tôi không hiểu mà họ nói một cách tỉnh bơ. Tôi nghĩ cái đó là một cách dùng từ, nhất là các bạn trẻ. Tiếng Việt mình, ngữ pháp là khó nhất. Để mà học được tiếng Việt nói một cách đúng mực, đúng chuẩn, đúng ngữ pháp, như tôi là người Việt, tôi còn sử dụng chưa đúng nữa mà. Huống hồ gì những người nước ngoài mà người ta muốn học tiếng Việt. Cho nên chính người Việt mình lại làm cho nó phức tạp. Mà cái sự phức tạp này đôi lúc nó xuất phát từ những cái vô tình. Rồi lôi kéo những cái bạn trẻ nói theo những cái điều đó, tôi thấy nó không nên phổ cập.
theo bạn thì kỷ niệm đáng nhớ nào khi mà hát hội chợ, sự cố hoặc là một cái gì đó nó làm cho bạn hưng phấn khi đứng trên sân khấu? Có một cái những cái kỷ niệm mà em hay đi hát hội chợ đó là có một lần có một cái cô đó lớn tuổi lắm, cô chạy tới cô làm hớt hải luôn. Cô nói ủa con Đạt hả, con sao giờ này còn sống không? Cô nghe nói trên báo chí con chết rồi mà. Trời ơi, em mới hết hồn. Em đâu có biết chuyện gì. Thì sau này em mới biết được là trên mạng nó đồn á là em không biết tập hip hop kiểu gì á, mà nó giống như là bị gãy cổ chết rồi. Trời đất ơi. Nên là cái tin đó thì ở trên thành phố có thể là nó biết rồi nhưng mà dưới tỉnh người ta không cập nhật được. Đó, người ta mới nghĩ là ủa ca sĩ Công Đạt là chết rồi mà sao giờ này còn quảng cáo hát hò gì ở đây nữa. Là phải gặp mình giống như là giống như người ta không hề nghĩ là tại sao là mình chết rồi mà mình còn trình diễn được nữa đó. Về bằng hồn ma. Dạ. Kiểu vậy. Hết hồn ha. Hết hồn. Có mấy cái clip mà mình quay ở trên mấy cái MV á, là người ta tưởng thiệt. Dạ, người ta tới người ta nói em tỉnh bơ luôn á. Nói trời ơi, con thấy con tội nghiệp quá à. Trời ơi, bị nhỏ đó bỏ đồ này nọ chắc là đau lòng lắm con ha. Rồi tự nhiên sao nhỏ đó nó đi với thằng khác mà nó bỏ con, trời con dễ thương vậy mà tự nhiên nó bỏ con tội nghiệp quá à. Là người ta tưởng đâu là cái giống như ở dưới hồi xưa người ta tưởng đâu là cái đó là cái cuộc tình thật của mình luôn á. Người ta đâu có biết là mình diễn là ở trên cái MV đâu. Sự thật thà. Dạ. Sự thật thà thấy sao nghĩ như vậy. Thấy sao nghĩ vậy không có cần biết là đó là là cái gì. Ta tưởng đâu là em coi trên TV là thiệt đó. Rồi một cái người mà phong độ đẹp trai hát được nhiều người để ý thì sao cuối cùng chọn một người thôi, không chọn nhiều người? Nói chung là cái thời đó thì em cũng lựa cũng như cũng đi cũng nhiều rôm lắm rồi, nhưng mà cuối cùng thì em cảm thấy có một người cho cảm giác mình là giống như kiểu gia đình hơn thì thì em mới chọn người đó, thì coi như gắn bó tới bây giờ luôn, hai mươi mấy năm. Cái lúc mà chọn có khó khăn gì không? Dạ cũng có nhiều cái trắc trở lắm, nhưng mà nói chung là hai em với bà xã em hiện tại thì nó cũng vượt qua. Nói chung là cũng có nhiều cái thử thách rồi hả, chia tay chia chân tùm lum hết rồi xong. Dạ, dạ rồi xong rồi mới tới được hôm nay là cũng may mắn. Lúc đầu mới hai người mới ráp mí nhau mà chuẩn bị hôn nhân á thì có gặp cái sự cố giống như tôi không? Trời ơi, lúc mà tôi mới tôi chuẩn bị cưới vợ rắc rối lắm, rần lắm. Không, em thì chỉ có là giống như là hơi lăng nhăng chút xíu, quen tùm lum rồi, nhưng mà cái tính của em á là lăng nhăng là sao, tức là quen hết người này tới người kia tùm lum vậy đó. Ủa vậy hả, đó gọi là lăng nhăng hả? Dạ. À nhưng mà có một cái từ khác nào để dành cho cái trường hợp không đó. Nhưng mà em được cái là em rất là gọn gàng nha anh Vân. Giải quyết dứt điểm luôn, giải quyết hết người này là mới tới người khác chứ không phải là bắt cá dụ là hai ba tay lại không bao giờ. Thể em hả, quen là đứt rồi xong tới gặp bà là thể ba yên tâm. Hồi còn trai phải không? Dạ thời đó còn bốc đồng. Đúng rồi, còn chưa suy nghĩ nhiều mà anh Vân. Cái nhóm boy band ngày xưa á, có người yêu, yêu rồi thì là giới thiệu người yêu, giới thiệu mình có được sở hữu rồi đó, mình bị sở hữu rồi đó. Dạ. Vậy có mất fan không? Mất anh. Nên là tại sao là hồi xưa trong nhóm em là rất cực kỳ cấm luôn. Là có một mấy lần họp nhóm luôn á, là trong nhóm anh quản lý nè, hoặc là mấy thành viên trong nhóm em cũng nói là Đạt ơi, cái này là mày đang làm nhóm nha. Mày phải nhớ là mày đang làm nhóm chứ không phải làm ca sĩ đơn, mày muốn làm gì làm. Mày đang làm nhóm thì mày phải nghĩ cho hình ảnh của nhóm nữa. Tại hồi xưa á, à, anh Vân biết là 1088 hay là không có cho mà bậy bạ đâu. Ở chung công ty nhau, ăn ngủ ở trong công ty luôn. Muốn ra ngoài là phải xin phép. Đàng hoàng giờ giấc, không cho bạn gái nha. Tại vì hồi xưa là fan nữ mà hễ mà thành viên của boy band nào mà có bạn gái là tự nhiên mất fan liền. Không biết hả? Vậy là khán giả cũng ghen hả ta? Nên giống như là có mấy chương trình anh Vân hay coi, ví dụ như sao của Việt Nam hay là sao của Hàn Quốc đi, mà được một đứa fan nữ nào mà lên ôm hung một cái là ở dưới đây nó rần giống như nhỏ kia sướng quá mày. Trời ơi, tao không được đó, là nó tức, nó ganh tị vậy đó. Cái bang boy band nào thường cũng phải rơi vô trường hợp đó, cũng phải rơi vào trường hợp thôi đó. Vậy tôi kinh nghiệm tôi không dám hành đập boy band đó, thiệt thôi đó, căng lắm anh. Căng lắm, xưa là em quen mệt mỏi luôn á. Fan mất fan ha. Dạ mất fan đâu có. Nhưng mà vậy thì nói thiệt nha, có gì giống như ở tù vậy đúng không? Dạ thì hồi xưa là mấy cái boy band là đa số là kỷ luật vậy đó. Trời đất ơi, thôi tôi không vô boy band đâu.
Tại vì đó nó kiểu kỳ quá, tôi rồi mỗi lần yêu ai mình con người mà mình phải yêu chứ. Dạ. Đúng không? Ừ, hẹn hò lén lút hả? Dạ đúng rồi, đâu có công khai được. À, hồi đó làm sao? Hồi đó hẹn em cũng sao? Vậy, từ cái lúc đầu mà lúc mà em chưa có mà nhóm chưa biết em quen với bà xã em hiện tại á. Ừ. Thì em thoải mái, em vô tư mà, em cũng đâu có suy nghĩ gì nhiều, em chở đi tùm lum hết trơn. Mấy cái rạp coi hài gì ở đâu em cũng chở đi hết. Ừ. Nhưng mà sau đó bị nhóm về góp ý rồi thì em cũng hạn chế, em đâu có đi dạy được gần như ở đâu, toàn là hẹn riêng mà hẹn riêng tư không mà đi quán cà phê hay nhẹ nhàng chứ không có dám đi gần như hồi xưa nữa. Cái cột mốc quan trọng về hôn nhân của Phong Đạt nó là như thế nào, mình có thể chia sẻ được không? Theo em thì cái cột mốc hôn nhân là nó chuyển hướng của em từ một cái người giống như là còn bay nhảy nhiều quá, nó sẽ ràng buộc mình vô là một người chững chạc hơn. Tại vì hôn nhân này mình sẽ có trách nhiệm nhiều hơn, rồi mình còn phải có con cái nữa, cái cuộc sống của mình cho gia đình nữa. Nên là em nghĩ cái dấu mốc mà khi mà em kết hôn là nó giống như nó là chuyển trạng thái từ một cái người mà đàn ông còn lêu lỏng chơi bời đi, em nói là vậy, sẽ qua một đàn ông nó đứng đắn hơn một chút xíu, và nó cũng có thể là chơi bời đó, nhưng mà nó sẽ biết bình tĩnh lại trước những cái sự việc hơn. Những người con trai, yeah, có gia đình thì người ta gọi là đàn ông. Dạ. Yeah. Ừ. Có khi nào muốn trở lại người con trai không? Theo mà cái suy nghĩ của em á, thì em thích cái năng lượng của em hồi xưa hơn. Ừ. Đó, nhưng mà còn theo mà cái tuổi tác của mình thì bây giờ thì mình lại thích cái cuộc sống hiện tại mình hơn. Ừ. Nhưng mà tại bây giờ mình lớn, mình không có giống như hồi xưa em, cái năng lượng của em á, thí dụ em muốn làm một cái gì về âm nhạc á là em rất là dữ dội luôn. Ừ. Em có thể mượn tiền hoặc em có thể là có thể bán đồ một cái gì đó bằng mọi giá. Bằng mọi giá là em làm, cái album vinh một của em cũng vậy đó. Em không có tiền là em cũng có thể là bán mấy cái đồ vật dụng của em đi, rồi em còn mượn gia đình thêm, rồi có bạn bè nếu có thì em cũng mượn. Nhưng mà tới cái điểm bây giờ thì cái nhiệt huyết của đó nó giống như là nó không bằng hồi xưa, nó giảm. Thì có thể là do bây giờ giống như em nói, nhưng là giống như là cái hôn nhân của mình á, nó làm cho mình giống như là chuyển một cái lỗi trạng thái từ một cái người đàn ông hồi xưa là bốc đồng lêu lỏng nhiệt huyết hơn, tới bây giờ thì nó giảm lại và nó sẽ tạo được cái sự cân bằng hơn trong cuộc sống, ví dụ như chắn hơn. Dạ, nó kiểu vậy. Nãy Đạt nói là cái nhạc hip hop bây giờ nó khác như nhạc hồi xưa. Dạ. Đúng không? Nhưng theo bạn thì nó sẽ phát triển hay là sẽ dừng lại? Em nghĩ thì cái nào cũng vậy thôi, khi mà nó đã phát triển, nó giảm như nó đạt cái đỉnh rồi thì nó sẽ bão hòa. Ừ. Cái thời của em cũng vậy, cái thời lúc đó là em may mắn là tại sao em là người đầu tiên là đem cái hip hop tới cho mấy cái vùng sâu vùng xa rồi mấy cái tỉnh, là tự nhiên người ta thích em, người ta biết em đầu tiên. Nhưng sau này có một thời gian á là thấy ở đâu ca sĩ cũng dẫn hip hop theo hết là nó sẽ bị loãng, sau đó nó ngưng. Bây giờ thấy là một thời gian sau bẵng là xong, thời gian gần đây bắt đầu là nó mới hot lên lại. Nhưng mà anh Giang thấy là sau một khoảng thời gian rồi thì bắt đầu nó đã chầm lắng lại. Nên là theo em thì cái nào nó cũng vậy, nó tới một cái mức độ nào mà nó quá đại chúng đi thì người ta sẽ nghe nhiều, người ta sẽ cảm thấy nó nhàm chán. À, cảm ơn Đạt đã dành thời gian cho cái chương trình Người Kể Chuyện Đời. À, thưa quý vị, thời lượng đã hết rồi. À, quý vị nhớ đón xem chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Rồi. Công việc hiện tại là lái máy công trình. Lái máy công trình, em muốn hỏi cụ thể là máy gì anh? Máy gì mình cũng lái ạ. À. Máy đào, máy ủi, máy trục lật, rồi là lái xe. Làm hết ạ. À. Vậy thì đi công trình như này thì có phải đi nhiều ngày không? Hay là mình ở nhà thường xuyên hay như nào? Em nghĩ là đi công trình thì phải đi nhiều ngày á. À, đúng rồi, tuy theo là nếu mà mình đi làm xã thì mình ở lại công trường, còn làm gần nhà thì mình sáng đi tối về. Cũng là tùy theo công trình. Ừ, đúng rồi. Thu nhập mà bình quân của mình là nhiêu? Thu nhập thì tôi khoảng 10 triệu thôi, tùy theo, nói chung là tùy theo. Vì ở miền Trung thì phần đa là làm về mùa hè thôi, về mùa mưa thì nắng, đâu có làm được đâu.
Thế những cái mùa mưa thế thì nghỉ nhà anh. Nghỉ nếu mình ăn theo lương mà tháng 10 triệu thì họ vẫn vẫn trả mà. Nếu mà những cái lúc nào mà trời mưa thì họ vẫn trả lương. Nếu đó là mình ăn lương tháng, là ví dụ mưa cả 2-3 tháng thì người ta vẫn trả lương cho mình. Rồi, ok. Thế nếu mà lúc nào mà mình đi làm ấy thì mình ăn lương thì được bao nhiêu? Sao? Nếu mà hôm nào mà mình đang đi làm công trình ấy, cái tần suất công việc có nhiều ấy thì là tối đa là mình maximum là mình được bao nhiêu tiền? Thì cũng vậy, với bởi mình ăn lương tháng ấy, nhiều khi là về mùa hè là mình làm phải tăng ca. Còn về mùa mưa mình nghỉ thì về ăn lương, còn mà nếu mà mình đi làm về 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 mình là ăn lương ngày thì ví dụ mình làm 8 tiếng về thì ngày khoảng 500 thôi, ăn trưa. Rồi, anh làm con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì nói chung là mình thì cái gì cũng làm được, nói thẳng nói thật, ghét dối trá thì thôi. Rồi, điểm yếu của anh? Điểm yếu thì nhát gái lắm. Nhát gái, cụ thể nó là gì? Thì đi chơi con gái thì thường hay nhạt gái, mà chơi con gái gọi là cùng tính, nói thẳng thôi, nói thật đấy. Mà ví dụ yêu một người con gái nào đó đang yêu mà thấy người con gái mình thích mình yêu mà thấy có người khác hơn mình á, thì nó nhẹ ra người khác thì những người như thế thì mình không thích. Là anh tự chủ động rút lui luôn. Đúng rồi, tình cảm với mình gọi là mình với mình không ràng ép buộc một cái gì cả, tùy theo người mình yêu thích thế nào thì mình chiều theo thế đó, mình không ép buộc. Trước giờ anh có từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình. Thế ở Hà Tĩnh bây giờ nhà cửa của mình là như thế nào? Mình có nhà riêng chưa? Chưa có nhà riêng, mình ở với ông bà vì gia đình mình thì phần đa anh em mình thì lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương rồi, ở nhà ở quê mình có mình với ông bà thôi. Gia đình lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương? Không không, đó là anh em mình ở Đồng Nai, Bình Dương, còn mình thì ở quê với ông bà ở quê ở Hà Tĩnh ấy. Ông bà là bố mẹ đấy hả? Đúng rồi. Có mình anh ở với bố. Thế bây giờ vậy là có cái cơ sở là anh em ở trong Đồng Nai, Bình Dương hết rồi, thì ví dụ kiếm được cô nào trong phương Nam này thì có vào được không? Anh cái chuyển đó thì vào luôn. Cái đó thì để mình xem thế nào cái đã chứ. Không, bây giờ là đang trao đổi luôn thì anh như nào chứ, lên sóng rồi anh bảo là anh xem thế nào thì ra xem anh. Xem thế nào có với mình thì đầu tiên phải hợp tuổi, hợp tính, gọi là sống hòa đồng vui vẻ. Đừng rồi từ từ ghét nhá, người từ từ nhá. Cả. Rồi bây giờ thôi. Cái mẫu người của anh là hợp tuổi thì là hợp như nào anh? Hợp tuổi là hợp tuổi với mình ấy. Hợp tuổi đầu tiên là hợp tuổi. Thực ra thì mình nhưng mà em không biết hợp tuổi với anh là hợp như nào, hay phải lên mạng coi hả anh? Hay như nào? Thì hợp tuổi vì chẳng hạn như tuổi tuổi gọi là hợp tuổi để mình gọi là hợp tuổi làm ăn này, hợp tuổi ở với nhau, hợp tuổi cái đó thì gọi là như không, thì bây giờ biên tập người ta đang nói chuyện với anh thì anh list ra một số những cái tuổi mà hợp, chứ em đâu có coi được cho anh ai hợp tuổi với cô nào, dạ đúng dạ không? biết rồi cả đâu biết rồi, có đâu những cái điều đầu tiên là gọi là hợp tuổi gọi là hợp tuổi ở đây gọi là những cái tuổi gọi là đừng cái nữa với mình khác với mình quá, mình thực sự thì đến 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 trường Minh Đô thì sinh năm 82, nhưng thực sự thì mình sinh năm 81. Rồi bây giờ em hỏi anh về cái tiêu chí đầu tiên ấy là hợp tuổi, để cho mọi người biết đường tìm cho anh thì anh muốn tuổi bao nhiêu? Tuổi thì dư nói thì tuổi tuổi như mình để hợp tuổi gọi là khỏi gọi gọi để khỏi về ngã sống ngang nhau thôi, hợp tuổi hợp tính được được là được thôi, cho mình không cũng không quan trọng lắm. Ngoại hình sao anh? Ngoại hình thì vừa nhìn là được rồi. Như nào là vừa nhìn anh?
thì cảm thấy dễ mến là được rồi, không cần gọi là công cao công thấp, vừa vừa là được rồi, không quan trọng lắm. Rồi. Tại vì bây giờ anh đang casting ấy mà tất cả các thông tin mà anh không có nói cụ thể là mọi người không có tìm được. Thì tỷ lệ mà anh đậu vòng casting không cao. Tiếp đi anh còn yêu cầu gì về bạn nữ? Đâu có yêu cầu gì đâu, như từng được rồi. À rồi, vậy như vậy là được rồi đúng không? Rồi. Dạ ok, cảm ơn anh nhất nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen. Nếu mà tìm được cái người bạn phù hợp cho anh thì chương trình sẽ liên hệ lại. Rồi rồi, cảm ơn chương Dạ. trình Dạ. nha. Rồi. Dạ, tôi là Thớ Đình Chương, sinh năm 1 tháng 12 1987. 1987, anh nói chậm chậm thôi nhá. Dạ. Thế Đình Trương sinh năm 1987, tiếp tục là công việc. Dạ, vậy cái tài của em là lái xe dịch vụ ạ. Lái xe dịch vụ, cụ thể hơn cho em là anh mô tả giùm em nào, cái lái xe dịch vụ của anh là dịch vụ bên nào hay như thế nào để vẫn hình Dạ, dung ra. dịch vụ là chở khách đi tỉnh đó anh. Xe của mình hay là xe của bên công ty? Dạ, xe thuê anh Xe công ty. À, trung bình thu nhập của anh ơi. Một tháng tầm 12 đến 14 triệu. rồi ok anh, hiện tại anh đang ở đâu? Đang sinh sống ở đầu đường tại thành phố Hồ Chí Minh, 473 Hồ Ngọc Quận mấy anh? Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân anh. Bình Tân rồi, quận Bình Tân. Quận Bình Tân. À, anh đang ở trọ hay là ở như nào? Dạ, ở trọ. Ở trọ cùng ai không anh? Dạ, ở một mình thôi. Rồi. À, quê mình ở đâu anh chưa ha? Dạ, quê quán là Quảng Ngãi. Trước giờ anh đã từng kết hôn chưa? Dạ, có đổ vỡ một lần rồi. À, có cháu là không ạ? Dạ, chưa có con riêng. Chưa có con. Dạ. Rồi ok, chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn kể cho tụi em nghe về cái mối về cái cuộc hôn nhân của anh nhé. Là chia sẻ ha. Vâng, thì anh với chị yêu nhau được bao nhiêu năm? Lý Dạ do tan vỡ là gì? thì, hai đứa yêu nhau cũng yêu nhau một cưới nhau thì khoảng 8 năm, Rồi thì cái ok. lý do đó là làm ăn bị thất bại ha. Vậy là hai vợ chồng cùng chung đường hướng để mà làm ăn. Dạ đúng rồi. Cùng góp ý với nhau để mà làm ăn. Dạ đúng. Vâng, nhưng mà thất bại. Thất bại thì Lúc được dịch. đợt gì cả. Thế tại sao mà mình đã cùng nhau để mà làm ăn rồi mà sao bị đổ thất bại mà mình lại phải chia ra? Ai là người đề xuất ở anh? Dạ hai người đề xuất ra luôn. Lúc giai đoạn đấy thì anh cảm thấy như thế nào mà anh chị phải phải buông tay nhau? Dạ không có cãi nhau, không có gây thắng nhau gì hết, là hai đứa tự giải thoát cho nhau thôi, tại cảm thấy làm ăn nhiều quá mà không được anh. Rồi à, thì đấy cảm thấy là làm ăn nhiều quá mà không có được ấy. Nhưng mà quan trọng cái em thì em nghĩ đơn giản là mình sống với nhau vì tình yêu mà, nhưng mà tại sao mà vì cái làm ăn kinh tế mà nó lại ảnh hưởng đến mà đến nỗi là phải giải thoát cho nhau này kia, thì cái lý do là nó như nào, là vì làm ăn xong bị tiêu cực hay sao? À dạ đúng rồi, với lại còn thêm vấn đề nữa là không có con á. Vấn đề không có còn. Anh chị đi khám chưa? Dạ đi khám. Lý do là do người phụ nữ hay là do anh? Dạ do người phụ nữ. Dạ.
Rồi thế vậy thì không không có con thì anh không chấp nhận được hay sao à anh? Dạ, không phải là không chấp nhận, nhưng mà thì cả hai đều đều tự giải thoát cho nhau thôi, chứ không có gây, không có gây được khổ, không có giận nhau vậy, là chia tay trong êm đẹp rồi. Ok, bây giờ anh nói cho em về cái mẫu mẫu hình của anh ha. Anh mong muốn tìm một người như nào, anh đi từ ngoại hình đến tính cách chi tiết để mà cho chương trình kiếm cho anh cái người phù hợp ha. Dạ thì nhờ nhờ chương trình là thì kiếm người nào cũng được, nhưng mà từ 2 tuổi là tuổi Tý, với lại tuổi tuổi Tý với tuổi Ngọ, Chưa 2 tuổi là Tý và Hợi. Ngọ Tý và Ngọ rồi. Ngọ Anh tuổi mẹ quá. Mẹ Tý Ngọ Mèo Lậu à. Đúng rồi. Với lại không không lớn quá và cũng không nhỏ quá, Thì cái độ tuổi đó anh quy định là bao nhiêu? từ 30 đến 38 rồi. Rồi. Công việc nghề nghiệp của người ta như thế nào? Dạ, như thế nào cũng được, không quan trọng lắm. Thế về thất nghiệp về nhà nội trợ vào cho anh đó không? Dạ được rồi. Anh nuôi đó không? Dạ nuôi thì cái vấn đề nuôi thì cũng hơi khó, nhưng mà Anh mong muốn cái người đó là như nào thì phù hợp với mình. thì Cái công việc cũng của người ta. thì việc làm thì cũng có để mà phụ giúp. Rồi quê quán vùng miền của người đó thì ở đâu thì hợp lý với anh? Dạ ở đâu cũng được. Thế anh yêu xa được hả? Dạ được anh. Yêu xa được. Ở Và đâu làm cũng được. rẻ được, Anh nói đi, anh cứ nói, anh cứ nói. dạ làm rẻ được luôn anh, Làm gì? làm rẻ À, anh làm gì được. Rồi, còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? là mẹ đơn thân vẫn được luôn. À. Có con thì có vấn đề gì không? Mẹ Dạ sẽ phải không. nuôi con. Dạ đúng rồi. Ok. Còn gì nữa không anh? Có điều gì anh không thích ở người con gái không? Là không xăm hình nữa. Không xăm hình. Là chỉ có nhiêu thôi. Không xăm hình. Rồi. Ok em cảm ơn anh. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen đấy. Thì các tìm chương trình sẽ tìm người phù hợp, nếu mà kiếm được thì sẽ có người liên hệ với anh nha. Dạ. À dạ vâng.